Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay bán cho bác một chiếc máy Toshiba dòng dòng Z8500. Dòng là một trong những cái dòng form đời cao, sang càng nhẹ rồi. Cho nên là rất nhiều bác thích cái dòng này. Bởi vì trong phân khúc các cái dòng máy bình dân, tầm phân khúc dưới 20 triệu thì không có nào địch thủ lại con này được. Mà giá con này rất là rẻ luôn. Đấy, chỉ có 12 triệu 500 là bác sở hữu ngay con em Toshiba rồi. Công nghệ như chức năng của nó thì so với các dòng máy đời cao thì chưa chắc đã bằng nó luôn. Đấy thì em xin dành một chút thời gian quay qua kênh em đã. Kênh em là kênh hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0975 360433, dưới là 0377996066. Các bác nào muốn tìm kênh nhà em thì các bác viết chữ là hàng Nhật Bái Thanh Lâm ở trên YouTube nó sẽ ra luôn. Đấy, bác nào mà chưa ưng được chiếc máy giặt này thì ưng chiếc khác, chưa ưng được đầu này thì ưng chiếc khác. Thì các bác nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên ủng hộ em Lâm. Tuần tới thì em Lâm sẽ về thêm bếp từ là cũng như là một số mặt hàng vào mùa đông, thì rất mong được bác ủng hộ nhé. Đấy thì em sẽ quay qua hình thức máy trước ạ. Máy thì là một lớp nhựa màu trắng, nói chung là nó là cực đẹp luôn. Máy thì em cam kết bác là không đánh bóng đâu. Nhà em thì tất cả nhựa là em để nhựa zin, không đánh bóng, không bôi son gì cả, để zin nguyên bản luôn. Chất nó thì rất là mộc mạc luôn, đẹp theo kiểu mộc mạc luôn. Đấy, nói chung là nó cũng không khác gì mới luôn. Đây, từ cái cửa này các bác nhìn này, từ những cái tôn cửa này các bác nhìn thấy nó sáng trưng luôn. Đấy, từ những cái gioăng cửa này các bác nhìn không, nó còn xanh mè luôn, lồng bên trong này nó lấp lánh ánh bảy màu luôn. Đấy, nói chung là nó là siêu phẩm rồi. Để mà tìm được những con máy mà đời thấp 2013 như thế này mà chất đẹp được như thế này thì em nói với các bác thì không phải là câu chuyện đơn giản đâu. Thì tay chân em bẩn, lúc em kéo máy thì nó có xê xê đây, thì một lát này em sẽ lau lại, nhưng có nhìn thấy nó bẩn bẩn hết là tay em nó bẩn, bởi vì tay nhà làm nghề thì không thể tránh được. Đấy, đây, vách thì cực đẹp luôn, đây, nét căng luôn, không bị dập móp gì. Nói chung thì đợt này em về được chuyến hàng này thì rất là may mắn, không bị dập móp gì, kể cả vách đằng sau này. Các bác nhìn cái vách đằng sau, nhìn cái tôn nó sáng như mới luôn. Đây là tôn zin nhá, không có sơn chi gì đâu nhá, tôn zin nhá. Đây là bị xước một vết này, đây cũng nguyên lại là tôn zin nhá, nó lét căng luôn. Đấy, tiếp tục qua bên này nữa, vách bên này các bác nhìn, vách hầu như không một vết gợn nào luôn. Đấy, nói chung thì nó rất là đẹp luôn. Đây, tem đây, sơn zin nhá, tem cũng là zin đi nhá. Đấy, con này đắt 2013, mã là TWZ8 8500L. Con này giặt 9 cân sấy 6 cân, chạy bằng ga 134, made in Japan. Đấy, tức là nội địa của Nhật dùng. Đấy, còn sản xuất thì tại Trung Quốc. Đấy, nhiều bác cứ hỏi em là sao tôi nó ghi chữ made in China mà sao chú bổ Ba La nó cũng là sản xuất Trung Quốc. Ba La thì nó ghi bằng tiếng Nhật, còn tô thì nó ghi bằng tiếng Anh. Đấy thì cũng đều là sản xuất ở Trung Quốc hết. Đấy, còn các bác đừng bảo mấy em là sản xuất ở Nhật là không có đâu. Đấy, Nhật bây giờ nó không sản xuất linh kiện điện tử trong Nhật nhá, nó không còn đâu. Đấy, thì hôm qua là bàn phím này, bàn giới thiệu tức lăng thôi. Bàn phím như con này thì cực nét rồi, không dập móp gì. Nhà em không dính tiếng Việt đây vào đây, vì là khi góp mua thì bọn em mới dính, bởi vì để nguyên bản như này để các bác biết là cái chất máy nó đẹp, nó không bị bong chóc, không bị dập nhấc gì. Đấy, tắt bật này rất là đẹp luôn. Con này thì full công nghệ như công nghệ Ecolavi này, công nghệ ion này, diệt khuẩn này, sấy mở lốc này, tức là khi sấy nó sẽ diệt ion, và công nghệ Rabon. Đấy, các bác hình dung nhá, một con máy giặt cao cấp như con cảm ứng X8 này thì nó là về công nghệ cũ, công nghệ Rabon. Đấy, công nghệ thì công nghệ toàn đi thụt lùi thôi. Đấy, đấy, những con kia thì là Madic Room này. Đấy, nhưng mà sau này về thời gian thì nó thấy công nghệ Rabon này, công nghệ giặt trên bong bóng này, nó rất chi là tốt luôn, và quần áo nó rất là sạch và không hại, nó không bị hại quần áo. Mà các chất tẩy rửa, như chất tẩy rửa đây nghĩa là gì? Nghĩa là bột giặt đấy, người ta gọi là chất tẩy rửa, theo cái tên khoa học nó gọi là chất tẩy rửa chứ không ai gọi là bột giặt nhé. Thì nó sẽ nhằm rút phát huy tác dụng nhất của các chất tẩy rửa, rất là tốt cho quần áo và giặt quần áo rất là sạch, và trẻ con mạng không sợ bị ngứa. Cho nên là để mà nói về một phân khúc mà máy bình dân nhé, em nói là kể cả những con Ba La như cái con 8800 ở trong kia 24 triệu thì nhà em kia nhé cũng chưa được có cái chức năng này luôn. Đấy, các bác phải hiểu là một con máy nó không phải là cứ đắt tiền nó mới là tốt, các bác phải hình dung nhá, ít tiền mà chức năng nó còn hơn cái chức năng của đời cao, mà trong khi đó động cơ liền trục dạng êm, mà giá có 12 triệu 500 thì tội gì không mua, đúng không các bác? Đấy, bác nào lấy thì alo em, giá chỉ có 12 triệu 500 thôi. Giá này thì nó bao gồm đổi nguồn, bao gồm bảo hành 1 năm,
và hỗ trợ sửa chữa trọn đời khi hết một năm. Và đặc biệt là con này nó bằng sóc điện cho nên là nó giặt cực kỳ êm luôn. Tức là máy vắt càng cao thì cái sóc nó càng cứng, máy vắt càng máy giặt càng ít quần áo thì nó lại càng biến lực nên là rất là mềm mại, tức là máy nó giặt hầu như là êm. Đấy, so với các dòng máy khác thì tô nó cực kỳ êm luôn. Đấy là so, còn bất cứ các động cơ nó chạy thì đều phải phát ra tiếng kêu, tức là động cơ nó đều phải phát ra tiếng động, nhưng mà động là động cho phép là nó hơi kêu thôi, tức là nó kêu như kiểu là thút thít, như kiểu là các bác đang mở loa số 1 tôi chẳng hạn đấy. Đấy, còn các con máy khác thì mở loa số 2, số 3 thì vậy là như vậy, chứ không phải là nó không phát được tiếng động, là tất cả động cơ đều phát tiếng động, nhưng mà nó phát động cơ là rất là êm, tức là sóng nó rất là êm luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhé. Máy thì em cam kết bác là không dập, không vỡ, không nứt, đồ đạc không chắp vá, mạch zin, chất máy là nguyên bản, nhựa zin hết. Nói chung mà để mà nói mà giá 12.500.000 này thì cả máy Việt Nam cũng không thể so được luôn. Thì mà tội gì các bác không mua có 12.500.000. Giá này đã bao gồm cả đổi nguồn, phụ kiện đầy đủ zin đi theo máy. Đấy, còn bác nào mua đi tỉnh thì các bác tự trả thêm phí ship. Ở trong Nam thì bác cũng phải tự trả thêm phí ship hết. Ship ở trong Nam thì nó rơi tầm 1 triệu, còn ngoài Bắc thì mình gửi được xe thì hết tầm 200-300, thì nó tùy vào cung đường. Đấy, giá này thì nhà em không bao. Đấy, nhà em chỉ bao cho bác là bao là bao đổi nguồn này, bảo hành 1 năm này, đồ đạc cam kết gì cho bác thôi. Giá là 12.500.000. Đấy, bác nào lấy thì alo em 2 số điện thoại này. Đấy, hiện tại thì em chỉ còn 1 chiếc này thôi. Đấy, cũng không còn nữa, bởi vì là hôm vừa rồi về là 9 chiếc thì hầu như các bác khách đặt mua hết rồi, cũng không còn nữa. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhá. Đấy, em chào các bác nhá.